À, còn phun lửa. Tối đẹp lắm nha. Cái này vào buổi tối là đẹp lắm đó. Rồi, hello, xin chào tất cả quý vị. Thì hiện tại Huy đang có mặt tại Bình Dương. Và sau lưng Huy là hai con rồng rất là độc lạ và sáng tạo nha quý vị. Nó được làm từ hàng ngàn cái lu và những cái chum nhỏ nhỏ, rất là sắc nét và sinh động. Rồi có phun lửa nữa. Rồi sau đây Huy xin mời cả nhà mình cùng theo dõi video xem như thế nào nha. Nhìn rất độc đáo và thú vị luôn. Nhiều người dân đi ngang đây đều tỏ ra thích thú với hai chú rồng được làm từ lu hũ này. Thì nghe nói chiều dài là 27 mét, và từ lúc lên ý tưởng đến lúc hoàn thành luôn á là 6 tháng, và được làm từ mười mấy ngàn cái lu hũ chum nhỏ nhỏ vậy nè. Được khoan bắt ốc ở trong nè, rất là chắc chắn ha. Phần đầu thì được các nghệ nhân khéo léo dùng tay nặng những cục đất sét, sau đó đưa vào những cái lò truyền thống nung rồi tạo trước rồi, mấy tháng trước rồi. Phần thân thì được lắp ráp từ những cái lu. Cái vảy, cái đường viền ở trên cái thân á là những cái chum nhỏ, móng vuốt nè cũng được làm từ những cái chum. Nhìn rất là hay và sáng tạo luôn. Những cái giò được làm từ những cái ống khói á. Thì hai chú rồng này được phục vụ cho du khách, người dân dịp Tết Giáp Thìn 2024. Sau đó thì sẽ được đăng ký xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam. Hai bạn thấy những chú rồng được làm từ những cái lu, hai bạn thấy như thế nào? Em thấy rất là đẹp và độc đáo. Không ở đâu ngoài Bình Dương mình có ý tưởng như vậy cả. Tay nghề của các nghệ nhân cũng rất là cao khi mà làm được con rồng ấy, tỉ mỉ chi tiết như vậy. Em về thì em sẽ đăng lên này cho các bạn coi. Con đang bói thì rồi, rất là tự hào luôn. Mình nước mình đâu đâu mình cũng thấy khắp cả nước ai cũng biết về Bình Dương của mình. Hai đứa bạn, hai đứa em đang là sinh viên đại học Bình Dương đúng không? Dạ đúng rồi. Họ và tên em Cao Trung Kiên. Em Nguyễn Vũ Hải. Nguyễn Hữu Hải. Trẻ làm đôi thật, chưa làm đôi. Quá hay luôn. Là nghề. Thật luôn. Ở đây thì thuộc phường Tương Bình Hiệp, có làng nghề truyền thống là lò lu hơn 300 năm tuổi rồi. Phía trước thì có những cái lu màu xanh nè, chạy dọc uốn lượn ha, tạo cái bố cục rất là đẹp luôn. À, đây là lu rất là nhiều luôn, lu lớn lu nhỏ. Bắt ốc ở trong à. Bắt ốc mỗi cái khoan lu à. Khoan không bắt ốc vô. Rất là chắc chắn luôn ha. Thank you.
Mới cũng cảm ơn cô chú chị mình đã theo dõi video thì kênh chuyên về độc lạ chuyện lạ, những cái gì hay Huy sẽ quay và chia sẻ cho cô chú chị mình xem. Cô chú chị đang theo dõi video hãy cho Huy xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ mạnh mẽ giúp Huy ạ. Huy cảm ơn rất là nhiều ạ. Huy xin chào và hẹn gặp lại video sau ạ.